đó là chiếc đồng hồ Plus size 38 Titan, và cái vòng bezel này là đính kim cương, kim cương 2.5 ly, và những viên kim cương tuyển chọn nước D. Và kỹ năng thử đeo vào tay nha. Bình thường thì chiếc đồng hồ này là mặt trơn, không có đính kim cương trên vòng bezel này, và được kỳ lân chế tác đính kim cương lên trên. Và những viên kim cương này là những viên tuyển chọn từng viên một, bởi vì kỳ lân Luxury là đơn vị chuyên về những sản phẩm Luxury. Theo tiêu chí kỳ lân Luxury là những gì tinh hoa nhất, những gì tốt nhất, những gì đẹp nhất, những gì đẳng cấp nhất, những gì sang trọng nhất, kỳ lân sẽ phục vụ cho quý khách. Và bình thường thì đã đẹp rồi, bình thường rất là ok rồi, bởi vì Hublot là một trong những thương hiệu đồng hồ rất nổi tiếng và được rất nhiều người, rất nhiều quý khách tin yêu.